trời thương Phật độ, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, thoát khỏi tai ương, vượt qua đại hạn, vận số cực may, cực đỏ, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp, kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị thân mến, để hiểu về vận trình tử vi của người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong năm Giáp Thìn 2024, thì chúng ta cần xét theo thiên can và địa chi. Người tuổi Giáp Dần có thiên can là Giáp Mộc, địa chi là Dần Mộc, do mang năng lượng của Mộc, nên người tuổi Giáp Dần là người rất hiền hòa, bao dung, chăm chỉ và hay làm việc thiện trong cuộc sống của mình. Đặc biệt, con giáp này là người thích giúp đỡ người khác, chính vì vậy nên cuộc đời và vận mệnh có rất nhiều phúc đức cho mình và để lại cho con cháu đời sau. Đây cũng là người rất kiên trì và cố gắng trong cuộc sống, đồng thời là người sống rất tình nghĩa. Cuộc đời của người tuổi Giáp Dần có nhiều bôn ba, vất vả từ tiền vận cho đến, người này phải trải qua hoạn nạn, lao đao mấy phen thì mới được an lành, hậu vận được số phú quý, thần tài ban lộc, cát tinh tề tựu, giàu sang phú quý hơn người. Bước vào năm 2024 âm lịch, năm Giáp Thìn cho thấy người tuổi Giáp Dần chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương khắc. Cụ thể, người tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, mà năm 2024 âm lịch là năm Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, Thủy với Hỏa tương khắc với nhau. Chính vì vậy, điều này báo hiệu công danh, sự nghiệp cũng như tài lộc của con giáp này sẽ gặp biến động rất lớn. Nhiều người sẽ rơi vào cảnh nợ nần, phá sản, trắng tay, nếu không cẩn thận còn hóa kiếp ăn xin, vỡ nợ mất trắng là điều hiển nhiên. Tuổi Giáp Dần thân mến, chúng ta đối với cuộc đời này đều không được lựa chọn vận mệnh cho mình, thuận theo nhân quả mà đến với kiếp người. Nhưng chắc chắn rằng ai cũng mong muốn cho mình có một kiếp nhân sinh rực rỡ, vận mệnh giàu sang. Vì vậy mà chúng ta luôn sẵn sàng làm việc ngày đêm, hao tâm tổn sức ngày lo, đêm nghĩ làm sao để có thể giàu có sự nghiệp ổn định, gia đình ấm êm. Thế nhưng, hành sự tại thiên, phú quý do trời, vận số vốn đã an bài sẵn, nếu không biết được các điểm, các mốc để đột phá số mệnh của mình, thì ắt cuộc đời sẽ không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, có người nếu biết được vận mệnh của mình mà thay đổi số mệnh, thì ắt giàu sang phú quý hơn người, từ đó mà phất lên làm đại gia, tiền tài rủng rỉnh, đổi nhà, đổi xe, mà sống một cuộc sống an nhàn, sung sướng, hạnh phúc cho đến hết cả cuộc đời. Bước vào năm 2024 âm lịch, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và vất vả, nhưng người tuổi Giáp Dần vẫn có cơ hội thay đổi số mệnh của mình. Vậy, số mệnh của quý anh chị như thế nào, cơ may nào sẽ đến với con giáp này, quý anh chị trong năm cần chú ý điều gì, hoặc là cần phải làm những điều gì để đón vận may tài lộc vào nhà, thu hút may mắn, đổi đời giàu sang. Ngay bây giờ, xin mời quý anh chị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vượt qua đại hạn, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, vận số cực may, cực đỏ, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà trong năm 2024. Đầu tiên là đôi nét về tính cách cuộc đời tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Xét theo tử vi vận mệnh, người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thuộc lập định chi hổ, tức là con hổ tự lập, mệnh đại khê thủy, có nghĩa là nước dưới khe lớn. Giáp Dần là người đạo đức và rất ngay thẳng, họ sống theo những nguyên tắc của riêng mình và sẽ làm những việc tốt, có ích cho xã hội. Họ có kỹ năng tổ chức tốt và thể hiện sự tự tin cao trong công việc, năng lượng mộc kép khiến Giáp Dần cũng điềm đạm và nồng hậu hơn so với các tuổi Dần còn lại. Hổ gỗ dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ trước khi hành động và vì vậy ít khi rơi vào xung đột. Họ cũng có cách giải quyết thực tiễn trong bất cứ khó khăn nào. Họ là những người khá dân chủ trong cách nhìn và cố gắng để giành được vị trí chỉ huy. Giáp Dần hiểu và đánh giá cao tầm quan trọng của sự hợp tác với những người khác để có thể tiến nhanh hơn. Họ thu hút được rất nhiều người ủng hộ và khả năng hòa nhập với người thuộc mọi tầng lớp. Tuổi Giáp Dần thường có thiên phú tư duy nhanh nhạy, sắc bén và linh hoạt. Từ khi còn đi học, họ đã có thể hiện rõ là những cô bé, cậu bé thông minh, kết quả học tập khiến phụ huynh lấy làm tự hào, hãnh diện. Khi trưởng thành, họ thường ham học, nghiên cứu thêm nhiều đề tài yêu thích, nên kiến thức, uyên bác sâu rộng trong công việc họ có sức sáng tạo lớn, thường tạo nên những hiệu quả bất ngờ. Vận niên tuổi Giáp Dần trong năm 2024. Theo luận giải tử vi, tuổi Giáp Dần sang năm 2024 gặp vận niên mã trúng đao. Vận niên mã trúng đao có ý nghĩa xấu, thể hiện cảnh ngộ của chú ngựa bị thương. Luận giải tử vi năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 cho thấy
công việc của người này chủ về bất lợi, nếu vướng vào tranh chấp, thị phi, bản thân cũng bị người khác chống phá, công việc làm ăn giữ nguyên như trước đó, tốt hơn là không nên phát triển lĩnh vực mới. Thêm vào thời điểm này, những tháng cuối năm công việc của người này mới được tốt lên. Theo tứ trụ tử vi tuổi Giáp Dần, trong năm 2024, thiên vượng, địa hòa trong năm nay người tuổi này sẽ đón nhận nhiều may mắn trong cuộc sống và có sự giúp đỡ từ những người cao quý trong gia đình hoặc bạn bè. Tình cảm cũng được đánh giá là vô cùng thuận lợi trong năm nay. Tổng kết lại, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, trong năm 2024 sẽ đem đến cho họ nhiều thách thức và cơ hội. Về mặt công việc, năm này sẽ đem đến nhiều cơ hội mới và động lực mạnh mẽ để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề gia đình và sức khỏe sẽ cần được chú trọng và quan tâm, mặc dù có thể sẽ phải đối mặt với một số khó khăn. Nhưng nếu có sự kiên nhẫn và nỗ lực, bạn có thể vượt qua một cách dễ dàng và đạt được thành công trong năm 2024 Giáp Thìn. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về thiên can. Thiên can tuổi là Giáp, gặp năm có thiên can Giáp là tương trợ, mang ý nghĩa chủ về người tuổi này có một năm luôn được quý nhân trợ giúp, nó có thể là những người bạn, người thân hoặc đồng nghiệp của chủ mệnh. Xem bói tử vi tuổi 1974, trong năm 2024 cho thấy, phương diện kinh doanh thì năm này sẽ có sự hùn hạp và chung vốn với người khác. Cùng với đó, đây là năm rất tốt cho bản mệnh, nên người có thiên can Giáp nên thực hiện các công việc đã lên kế hoạch vì dễ dàng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Xét về địa chi. Tuổi này có địa chi Dần, thuộc hành Mộc, gặp năm Giáp Thìn 2024 là địa chi Thìn, thuộc hành Thổ là mối quan hệ bình hòa. Trong năm công việc của người tuổi Dần, chủ về không có nhiều khởi sắc hay thay đổi, cũng không được may mắn. Xem tử vi tuổi Giáp Dần, năm 2024 cho thấy ngũ hành Mộc của địa chi tuổi xung khắc với ngũ hành Thổ của địa chi năm, nên đây là năm người tuổi Dần chủ về hao tổn. Không nên tiến hành những thay đổi trong công việc sẽ gặp bất lợi, chủ mệnh nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tiến hành công việc, tốt nhất nên chọn các thời điểm khác nhau để thuận lợi hơn. Xét về ngũ hành. Xem tử vi năm 2024, tuổi Giáp Dần cho thấy người tuổi này có ngũ hành bản mệnh thuộc Thủy, gặp năm 2024 có ngũ hành thuộc Hỏa, thể hiện về quan hệ khắc xuất, xấu. Bởi vậy trong năm Giáp Thìn, chủ mệnh có thể phải đối diện với nhiều hao tổn, đó là về sức khỏe không được tốt, khó khăn hay bất lợi đưa tới cho công việc. Tuy nhiên, đây cũng là năm chủ mệnh này đạt được một số kết quả tốt đẹp và thành công nhất định, được quý nhân phù trợ. Xét theo cung phi. Người sinh năm này thuộc cung Đoài, gặp cung Chấn của năm 2024 Giáp Thìn, là chủ về khí tuyệt mệnh, đây là năm ảnh hưởng của khí xấu, nên người cung Đoài có thể có chuyển biến không tốt về sức khỏe. Luận giải tử vi tuổi 1974, trong năm Giáp Thìn cho thấy, mối quan hệ gia đạo, nhất là vợ chồng có chuyện mâu thuẫn, công việc không thuận, khó thành công. Ngũ hành cung phi của tuổi khác với ngũ hành mộc của cung phi năm, vì thế tiền bạc hay mở mang làm ăn năm này bất lợi. Xem bói tử vi, sang năm 2024 tuổi Giáp Dần, không xung khắc mạnh, vận trình nhìn chung ít biến động lớn, dần đi vào ổn định, không quá đột phá nhưng cũng không quá ảm đạm, muốn lập kỳ tích bản thân phải nỗ lực gấp nhiều lần so với trước kia và với người khác. Trong năm, có chính quan hỗ trợ công việc, giúp bản mệnh có những biểu hiện tốt. Vận quý nhân vượng, được lãnh đạo chú ý giúp đỡ và đề bạt, thăng tiến. Theo đó, công việc cũng gặt hái được thành công nhất định, thúc đẩy tiền bạc, mang tới nhiều vận may về tài chính, đặc biệt là lĩnh vực có liên quan tới ngân hàng và bảo hiểm, hợp tác làm ăn, đầu tư, trong đó các mối làm ăn có được, có mất có hạng mục chính thống, cũng có hạng mục liên quan tới bất động sản, thu về lợi nhuận cao. Có điều năm nay vẫn chưa phải là thời điểm tuổi Giáp Dần đạt được đỉnh cao của danh vọng, sự nghiệp, ít xuất hiện tình huống đột phá hay bất ngờ, thay vào đó là những thành quả mang tính tích lũy dần và lâu dài. Công việc có cảm giác thuận lợi, nhưng vì hung tinh, khiến các mối nhân duyên sẽ gặp trục trặc. Theo đó, quan hệ với đồng nghiệp, đối tác phát sinh mâu thuẫn, thậm chí là xung đột. Vì thế, ngay từ đầu cần xác định đừng để bản thân rơi vào các tình huống phức tạp, cần kiểm soát cảm xúc tốt, thậm chí uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, cũng là việc nên làm để có thể giảm thiểu xui xẻo, có thể gặp phải cản trở con đường thăng tiến. Bản mệnh vẫn nên lấy chính tài làm chủ, tập trung vào công việc, không nên chân trong, chân ngoài, kẻo quá nhiều việc cũng chỉ nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy. Trong năm đào hoa vượng, tạo ra không ít nhân duyên tốt, thúc đẩy các mối quan hệ xã giao vì mở rộng vòng tròn giao tiếp,
mà bạn kết thân với người tài giỏi, nhờ thế mà dễ dàng tìm thấy những mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng. Điểm nổi bật trong năm 2024 của tuổi Giáp Dần là có rất nhiều sao chủ về tình cảm chiếu mệnh, có cả cát và hung tinh. Trong đó các cát tinh mang tới vận đào hoa khởi sắc, tốt cho những ai còn đang độc thân trên hành trình tìm kiếm nửa kia của mình. Nhìn chung, tình cảm thắm sắc có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, hung tinh lại khiến bản mệnh gặp khá nhiều trục trặc về tình cảm và cảm xúc, khiến chuyện tình cảm vì thế mà phát sinh mâu thuẫn, khó lòng như ý, gia đạo vì vậy mà lục đục liên miên. Để hạn chế tình huống xấu xảy ra, chỉ còn cách tuổi Giáp Dần thay đổi tâm tính, kiểm soát tốt cảm xúc, đừng để cơn nóng giận khiến mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, hãy dành nhiều thời gian hơn cho người thân, gia đình và bạn bè, học cách chia sẻ để vơi bớt đi căng thẳng và mệt mỏi. Mỗi khi chia sẻ, tự khắc vận khí xấu sẽ thuyên giảm, mang tới điểm cát lành cho bạn. Trong năm 2024, đều gây bất lợi cho phương diện sức khỏe, tuy nhiên mọi thứ không quá nghiêm trọng, không cần phải lo lắng thái quá. Thời điểm giao mùa là lúc tuổi Giáp Dần dễ ngả bệnh nhất, bên cạnh đó áp lực tinh thần lớn khiến tình trạng đau đầu hoặc mất ngủ thường xuyên xảy đến. Cơ thể suy nhược, rất dễ bị đột quỵ, nguy cơ đột quỵ này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, vì vậy không được chủ quan, coi thường. Nhiều thời điểm hung tinh hoành hành khiến bản mệnh có sự cố về xe cộ hoặc thương tật ở tứ chi. Theo đó, thận trọng khi tham gia giao thông, tránh phóng nhanh, vượt ẩu, kẻo có ngày thương vong. Sao hạn tuổi Giáp Dần phạm phải trong năm 2024. Sao chiếu mệnh, tử vi tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, nam mạng, trong năm Giáp Thìn, đó là sao Vân Hớn, là một hung tinh. Nam mạng Giáp Dần gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh, chủ về công việc làm ăn trong năm trung bình, cẩn thận về nóng nảy mồm miệng, dễ gặp tai hình, ốm đau, thương tật hoặc kiện thưa, sẽ gặp phải chuyện bất lợi. Tháng 2 và tháng 8 âm lịch trong năm là tháng xấu, chú ý về trong nhà có chuyện dẫn tới không được yên, quan sự đề phòng và gia súc khó nuôi. Vận hạn tử vi nam mạng, tuổi Giáp Dần, trong năm 2024, gặp hạn thiên la, là một tiểu hạn. Hạn thiên la, chiếu tử vi nam mạng sinh năm 1974, trong năm Giáp Thìn, có ý nghĩa, năm này chủ mệnh dễ bị đau ốm, bệnh tật và thường hay đau ốm lâu ngày, bệnh tật dễ do ma quỷ quấy phá, bởi vậy cả tinh thần và sức khỏe đều bị ảnh hưởng nhất định. Sao chiếu mệnh, tử vi tuổi Giáp Dần, nữ mạng, sinh năm 1974, trong năm 2024 Giáp Thìn, đó là sao La Hầu, là một kim tinh. Sao La Hầu chiếu mạng có thể mang tới cho nữ mạng tuổi này những điều không may hoặc điều dữ có thể liên quan tới công quyền tranh cãi. Bên cạnh ấy, theo tử vi năm 2024, tuổi Giáp Dần, nữ mạng cho thấy chủ mệnh lưu ý về chuyện thị phi, bệnh về mắt hoặc bị tốn của, hao tài, trong năm chú ý về chuyện sầu bi hoặc muộn phiền đưa tới. Những tháng xấu nhất cần chú ý là tháng 1 và tháng 7 âm lịch, người mệnh mộc ảnh hưởng nhiều hơn là những người mệnh khác vì sao La Hầu thuộc hành kim. Vận hạn tử vi của nữ mạng sinh năm 1974, trong năm 2024, đó là hạn Diêm Vương, là một đại hạn. Đây là hạn xấu chủ về một năm chú ý các việc liên quan tới thưa kiện, dễ mất mát về tiền bạc, vợ chồng khó được thuận hòa, tình cảm có nhiều vấn đề mâu thuẫn. Đối với người nữ mạng sinh đẻ trong năm Giáp Thìn gặp hạn Diêm Vương thì có thể bất lợi, làm ăn kinh doanh mưu cầu sẽ đón được tài lộc. Vậy xét năm 2024 này, tuổi Giáp Dần sẽ như thế nào? Xin mời quý anh chị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải theo các phương diện dưới đây. Đầu tiên là xét về phương diện sự nghiệp tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Xem tử vi năm 2024, đây là một năm cát lành, đại lợi với phương diện sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần. Công việc của bạn diễn ra suôn sẻ hơn, có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt. Năm nay nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh, bản mệnh càng xông xáo và chủ động sẽ càng nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Đầu tiên, phải kể đến sự hỗ trợ của lục hợp, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách. Chỉ cần bạn làm việc đúng quy trình, thứ tự, sự nỗ lực sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này cũng đều hài lòng với những gì đạt được, bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi. Cơ hội nhiều, song đó cũng là áp lực khá lớn đối với những chú hổ, lúc này người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý và ngược lại.
nhất là khi trong năm dự báo về những hung hiểm luôn rình rập, có thể khiến bạn gặp thế lực ngầm cản trở, ngăn cản, bước tiến, có cả những vấn đề từ khách quan và từ sự chủ quan của bản thân. Vậy nên bạn đừng quá chủ quan hay lơ là mà gây ra những sai lầm đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp của mình. Bạn không nên sử dụng cảm tính để quyết định công việc, trong mọi trường hợp nên tỉnh táo tính toán thiệt hơn, khi nào cần nói, khi nào cần im lặng thì gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Cát tinh xuất hiện sẽ giúp bạn xoay chuyển khó khăn, tháo gỡ bế tắc nhờ tài ứng biến linh hoạt, cộng thêm sự năng nổ, nhiệt tình của bản thân. Chỉ cần bạn có thêm trách nhiệm và ý chí tiến thủ, đặt công việc lên hàng đầu, việc công trước, việc tư sau, không làm theo cảm hứng thì chắc chắn không lo tay trắng. Xét về phương diện tài lộc tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Bước sang năm 2024, tài lộc của người tuổi Giáp Dần cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Lục hợp hỗ trợ để các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán. Nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt. Bản mệnh nên lựa thời cơ để tìm dự án đầu tư phù hợp, người làm công ăn lương nên tích tụ tài chính để chuẩn bị cho thời cơ thu tiền tài về tay. Vận khí đương lên, hãy chấp lấy thời cơ phát tài ngay khi có thể, vì vậy rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng, nếu được hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị kiến thức mới về kinh doanh, đầu tư tài chính để không bị kẻ xấu lừa gạt, đồng thời nên tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Tuy nhiên, bạn là người vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều, vì vậy mệnh chủ cũng cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về vấn đề tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Giáp Dần trong năm 2024. Trên phương diện, chuyện tình cảm gia đạo của người tuổi Giáp Dần có nhiều chuyển biến tích cực, rực rỡ, khoe sắc, nhân duyên tốt đẹp, tình yêu lứa đôi rực rỡ mà gia đình cũng thuận hòa. Hạnh phúc, bạn luôn biết cách vun vén gia đình, lại hoạt bát lanh lợi nên đời sống hàng ngày luôn tràn đầy tiếng cười ấm áp, giữa vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra xung đột, bất đồng. Thế nhưng bạn chủ động hòa giải hoặc tìm cách hâm nóng tình cảm để hạnh phúc luôn bền lâu, có thể thấy rằng đây là cơ hội rất tốt để những kẻ thứ ba có thể chen chân. Do vậy nếu vẫn còn quý trọng gia đình, quý trọng những điều mình đang có, thì bạn cần trò chuyện với người ấy ngay, có thể giữa hai người chỉ đang tồn tại một khúc mắc cần được tháo gỡ mà thôi. Người độc thân thì nhân duyên phơi phới, sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu ý hợp với mình, bạn nên chủ động mở rộng các mối quan hệ, cũng như mở rộng trái tim để dễ dàng đón nhận tình cảm, các mối nhân duyên tốt đẹp hơn, chấm dứt kiếp pha đeo bám. Cuối cùng, xét về phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Dần duy trì ở mức ổn định, dù đôi khi công việc có bận rộn, áp lực cuộc sống đè nặng lên vai. Thế nhưng bạn luôn biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân, không đến sức khỏe bị ảnh hưởng. Bên cạnh ấy, sự thay đổi thời tiết cũng khiến bạn tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, làm việc thiếu tập trung. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chủ động luyện tập thể dục, thể thao, đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao, thì càng phải tăng cường luyện tập. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn có mục tiêu để phát triển, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Ngoài ra, hung tinh này còn ám chỉ thế lực ngầm tác động, có thể xảy ra xui xẻo bất ngờ như tai nạn xe cộ, xông nước hoặc bị vật nhọn đâm vào người, vì thế phải luôn nhắc nhở bản thân cẩn trọng khi xuất hành. Quý anh chị thân mến, cùng trong một năm nhưng có tháng tốt, tháng xấu, vận trình cũng vì thế mà thay đổi. Ngay bây giờ xin mời quý anh chị cùng Minh Đường Tử Vi luận giải về tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong năm Giáp Thìn 2024 nhé. Đầu tiên là tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Nhìn chung, vận trình tháng riêng của người tuổi Giáp Dần vẫn khá bình ổn, công việc tiến triển theo đúng kế hoạch, bản mệnh có quyết tâm cao độ, nỗ lực phấn đấu hết mình, vì thế thành quả thu về cũng khá mãn nguyện. Với người làm cố định, công việc ổn định nên thu nhập của những chú hổ cũng được đảm bảo, chỉ cần bạn chăm chỉ thì không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Bên cạnh ấy, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý thì tiền bạc vẫn được coi là rủng rỉnh. Tuy nhiên, phương diện sức khỏe có phần giảm sút, khả năng sinh bệnh cao, bên cạnh ấy, áp lực công việc lớn,
tinh thần căng thẳng cũng khiến cơ thể suy nhược. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Sang tháng 2 âm, sức khỏe của bản mệnh chuyển biến tốt hơn, tuy nhiên phương diện tài chính biến động mạnh do có hung tinh chủ về hao tài ảnh hưởng. Việc làm ăn kinh doanh trong năm túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về, bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn đầu tư mới, đặc biệt là các hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Những khoản đầu tư ban đầu có vẻ đầy hứa hẹn, thế nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không lường trước hết được. Khi có những quyết định quan trọng mà bản mệnh đừng nhìn ở hiện tại, nên tìm hiểu kỹ càng trước khi ra quyết định nhé. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối, theo đó áp lực tài chính lớn, chi vượt quá thu, đa phần tiêu pha cho người thân, bạn bè, cuối tháng rất dễ bị rơi vào tình trạng vay mượn. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Sang tháng 3 âm, vận trình tháng khởi sắc mạnh mẽ, nhất là trên phương diện công việc và tài lộc. Công việc tiến hành thuận lợi, có cơ hội thăng chức hoặc tăng lương, tài vận khá vượng, lấy chính tài làm chủ, thu nhập chính đáng, chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực ắt thu tiền về đầy túi. Phương diện sự nghiệp có lẽ có nhiều điểm sáng hơn khi cả vận trình công danh trong tháng ở mức khá lý tưởng. Mọi việc tiến triển như mong muốn, kế hoạch đặt ra nhanh chóng thu được kết quả tốt, đồng nghiệp và cấp trên lại tận tình giúp đỡ. Tuy nhiên, cục diện tương xung cảnh báo điểm họa thị phi do tiểu nhân luôn rình rập gây ra, có lẽ do những biểu hiện xuất sắc của bạn, khiến kẻ ghen ghét nóng mắt, đố kỵ, tìm cách cản trở. Sau đó bạn cần thận trọng trong mỗi việc mình làm kiểm tra trước sau để tránh để lại sai sót. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Tháng có nhiều hung tinh hoành hành, khiến tinh thần của tuổi Giáp dần bất ổn, suy nghĩ tiêu cực, làm việc nóng vội, dễ dẫn tới thất bại. Cảm xúc chán trường, tiêu cực kéo dài khiến bạn khó tập trung đầu óc để giải quyết công việc. Vì thế mà hiệu suất đi xuống, có những việc làm đi, làm lại vẫn chẳng đâu vào đâu, tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nếu vẫn muốn làm tiếp công việc này, cần tránh để tình trạng ấy kéo dài, nếu không rất có thể bạn sẽ gây ra sai sót, khó sửa chữa và bị cấp trên khiển trách phê bình vì sự tắc trách của mình. Công việc rối ren này là vậy, nhưng bù lại tài vận ở mức khá lý tưởng, đó là nhờ được các tinh chủ về tăng tài tiến lộc chiếu mệnh, tăng cường cát khí, làm ăn, buôn bán thêm phần thuận lợi. Ở thời điểm này, nếu biết nắm bắt lấy cơ hội, không khó để bạn thu về khoản lợi mà mình đang mong ước bấy lâu nay. Sức khỏe suy giảm, có thể phải tiêu tốn nhiều tiền cho việc khám chữa bệnh, áp lực tài chính, nếu không có khoản dự phòng e rằng phải đi vay mượn khắp nơi. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Tháng có dương mộc sinh phát, bạn phấn đấu mạnh mẽ cho công việc, có nhiều biểu hiện xuất sắc, được cấp trên coi trọng và đề bạt thăng tiến. Về tài lộc, tuổi Giáp Thìn có thu nhập ổn trong một tháng, chủ yếu vẫn tới từ công việc chính. Thời điểm này, bản mệnh tốt nhất nên tập trung làm tốt công việc của mình, đừng có đứng núi này, trông núi nọ hay kiêm nhiệm quá nhiều việc. Có điều, tài vận cuối tháng giảm sút, kinh doanh hay đầu tư gặp không ít bất lợi, nên tranh thủ tiến hành việc quan trọng ngay từ đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Tháng này cũng là thời điểm tốt để các bạn độc thân bày tỏ tình cảm, chủ động nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình, cho dù kết quả đạt được xấu nhất là bạn sẽ không đạt được điều mình muốn. Thế nhưng ít nhất đó cũng là sự trải nghiệm vô cùng quý giá, để không bao giờ bạn phải hối tiếc cho sự do dự của mình. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Tháng 6 âm lịch mang theo vận khí vượng, thúc đẩy công việc và tiền bạc của bạn tăng trưởng mạnh mẽ, việc làm ăn khá hanh thông, buôn bán có bạn bè hỗ trợ nên mọi thứ đều khá trôi chảy, hàng hóa ít có tình trạng tồn kho, nhập đến đâu, bán hết đến đấy. Một số người quyết định mở rộng quy mô cũng khá suôn sẻ, ngay từ bước đầu đã có lợi nhuận thu về khả quan. Trong khi ấy, đối tác làm ăn đều là người sòng phẳng và đáng tin cậy, đôi bên có thể hợp tác lâu dài. Bản mệnh sẽ gặp sự lành, có quý nhân phù trợ, thu nhập của người làm công ăn lương có thể do được tăng lương hoặc nhận được khoản hoa hồng nào đó. Phương diện sức khỏe cũng có nhiều điểm đáng mừng trong tháng, nền tảng thể chất của bạn ở thời điểm này khá sung mãn. Bệnh tật ốm đau ít, không có nguy cơ nào tiềm ẩn, thế nên yên tâm tận hưởng cuộc sống và theo đuổi những điều mình muốn. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Vận trình tháng 7 của tuổi Giáp Dần giảm sút mạnh, lại thêm dân gian coi đây là tháng cô hồn, bản mệnh liên tục gặp những rắc rối trong công việc và chuyện tình cảm. Hơn nữa, bạn sẽ không ít lần đau đầu giải quyết các vấn đề xảy ra bất ngờ, dù đã cẩn thận nhưng sai sót luôn xuất hiện ở nơi bạn ít ngờ tới nhất.
Những khúc mắc này ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần làm việc của bạn và một khi mất đi sự hăng hái và tích cực, con giáp này chỉ biết làm việc như một người máy vô hồn, tác động lên cả hướng phát triển của tương lai. Tiền bạc có dấu hiệu hao tán, áp lực kinh tế ngày một lớn hơn, bản mệnh lại khó có thể chia sẻ cùng người thân, vì thế mà liên tục rơi vào tình trạng căng thẳng do phải lo toan suy nghĩ quá nhiều. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Tháng này vận khí của tuổi Dần khởi sắc hơn đôi chút so với tháng trước, thế nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều điểm đáng chú ý. Việc xã giao đang trên đà tốt đẹp, đừng vì cách hành xử thiếu tinh tế của mình mà phá hỏng tất cả. Bạn càng được mọi người yêu mến, công việc càng suôn sẻ, khó khăn sẽ được giúp đỡ tận tình. Cần lưu ý, con giáp này có nhiều cơ hội khẳng định năng lực, nhưng đồng thời để cái tôi lên quá cao. Không chịu lắng nghe hay tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, có thể tự gây bất lợi cho bản thân. Khi kinh tế được cải thiện tích cực như vậy, chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao rõ rệt, mang tới cho bạn tinh thần thoải mái và hăng hái để theo đuổi mục tiêu của mình. Ngũ hành tương sinh cũng rất có lợi cho chuyện tình cảm lứa đôi, người độc thân có nhiều cơ hội tìm một nửa thích hợp duyên đến. Duyên đi chẳng ai kiểm soát được, nhưng nếu cơ hội đến mà bạn không nắm bắt, thì dù duyên có đẹp đến đâu cũng sẽ đi mất. Sức khỏe của bạn tháng này không được tốt lắm, dù bệnh tật nghiêm trọng không mắc, thế nhưng khó tránh khỏi ốm đau vặt vãnh liên miên, thậm chí suốt cả tháng, kéo theo đó ảnh hưởng xấu tới tiến độ công việc, gây hao tốn tài của và tiền bạc. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Được tam hợp quý nhân soi đường chỉ lối, tháng nay tôi giáp Dần dễ mở mang đầu óc, làm việc thuận lợi, có nhiều biểu hiện xuất sắc. Bên cạnh đó lại có thêm nhiều cát tinh trợ mệnh, làm gì cũng có cảm giác hanh thông hơn trước rất nhiều. Tài lộc vẫn trên đà khởi sắc, tuy nhiên nhu cầu cuộc sống ngày càng gia tăng. Tuổi Dần lại có lối chi tiêu phóng khoáng nên chi nhiều hơn thu, tài lộc khó tụ, cần thay đổi thói quen để duy trì nguồn tài chính ổn định. Tuy nhiên, trong công việc của bạn dễ xảy ra sai sót, không thể tập trung, tuy nhiên nếu như bạn biết điều chỉnh cho lượng công việc trong ngày được giảm bớt đi, bạn chỉ tập trung vào những gì thực sự quan trọng, làm chúng thật tốt là được. Thực tế là cứ để xảy ra sai phạm, rồi đi sửa chữa không chỉ gây mệt mỏi cho bản thân, mà còn khiến những người xung quanh cảm thấy phiền phức. Các cặp đôi vẫn đang sống trong những ngày tháng ngọt ngào, dù đôi lúc cả hai đều bận rộn trong công việc riêng. Thế nhưng may mắn là nửa kia luôn thấu hiểu và cảm thông, có thể nhân cơ hội này tính chuyện trăm năm khi thấy tình cảm đã chín muồi. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Tháng này vẫn trình trên đà thuận lợi, tuổi Giáp Dần hoàn thành khá nhiều mục tiêu trong tháng 10 âm lịch này, công việc có người giúp sức, khó khăn sớm được giải quyết. Tuy nhiên, có thời điểm tinh thần lao số bản mệnh làm việc không cẩn thận, thiếu tập trung nên rơi vào thế thụ động, rất dễ phạm sai lầm nghiêm trọng, nếu tránh được thì thành quả thu về mới đáng kể. Vấn đề tiền bạc, tài chính cũng không còn là áp lực quá lớn, tháng này, thiên tài vượng lấy nguồn thu nhập thụ động hoặc phụ làm chủ đầu tư kinh doanh sinh lời, thu về nhiều lợi nhuận. Nếu ai thường phải di chuyển xa nhà thì công việc khó thuận lợi, sau đó nên sắp xếp lại công việc, ưu tiên nhiệm vụ ở gần và trong khả năng của mình. Người tuổi Giáp Dần không nên theo đuổi tham vọng trong khoảng thời gian này, nếu bạn nhút nhát, ngại tìm hiểu, ngại mở mang kiến thức thì cơ hội sẽ đi qua nhanh chóng, hãy mạnh dạn và liều lĩnh hơn một chút nhé. Đánh giá phương diện tình cảm cũng rất hài hòa, tốt đẹp, mâu thuẫn không thể tránh, nhưng rồi sẽ được hóa giải êm ấm, gia đạo yên ổn. Những người đã lập gia đình thời gian này bắt đầu nhận thấy những khác biệt trong tính cách, có những vướng mắc trong lòng chưa giải thích hết được, lúc này có thể nói tình cảm không đạt được như mong muốn, cho dù cả hai đã cố gắng rất nhiều. Sức khỏe không có nguy cơ tiềm ẩn, nhưng cũng không nên chủ quan, cẩn thận tháng này có thể gặp xui xẻo liên quan tới sức khỏe như té ngã, tai nạn bất ngờ. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Tháng này có tương sinh về mặt ngũ hành, tốt cho sức khỏe của tuổi Giáp Dần, người đau ốm lâu ngày khỏi bệnh, người bình thường cơ thể thêm tráng kiện, công việc thêm tiến triển hợp lý, tình cảm ổn định, tài chính đủ ăn, đủ tiêu. Có rất nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt cho con giáp này, hãy nhanh tay nắm bắt để giành được lợi thế về phía mình. Con giáp này có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực, nhưng đồng thời đôi khi để cái tôi lên quá cao, không chịu lắng nghe hay tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh. Có thể tự gây bất lợi cho bản thân, tuy nhiên, con giáp này cũng rất khó cưỡng lại ham muốn chi mua những món đồ xa xỉ, đổ cả đống tiền vào những thứ không cần thiết, nhu cầu chi tiêu tăng lên, lại không có kế hoạch hợp lý, là nguyên nhân chính khiến tài chính của bạn thâm hụt nghiêm trọng. Tháng này cũng là thời điểm tốt để các bạn độc thân bày tỏ tình cảm, chủ động nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình, cho dù kết quả xấu nhất là bạn sẽ không đạt được điều mình muốn,
Thế nhưng ít nhất nó cũng là sự trải nghiệm vô cùng quý giá để không bao giờ bạn phải hối tiếc vì sự do dự của mình. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm 2024, đời sống vật chất của tuổi Giáp Dần khá thoải mái, không có quá nhiều áp lực, mặc dù có nhiều chi phí phát sinh. Tháng này có các tinh chủ vượng tài trợ mệnh, kiếm tiền dễ dàng, có khoản lương thưởng hay hoa hồng cộng dồn. Việc kinh doanh, buôn bán cũng tấp nập, thu về nhiều lợi nhuận hơn trước. Tuy nhiên, sức khỏe của bạn không được lý tưởng lắm, trong tháng có sao xấu chủ về bệnh tật chiếu mệnh, gây ra một vài ảnh hưởng xấu. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể suy nhược, trạng thái tinh thần sa sút, thiếu tinh thần nên cuộc sống bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Vâng, quý anh chị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.